Rồi, các phương pháp sử dụng về bất hợp thức thì chúng ta sẽ có những cái bất hợp thức nào chúng ta cần quan tâm, đó là hai bất hợp thức nổi tiếng, đó là bất hợp thức Cauchy hay là có tên là AMGM và bất hợp thức Minkowski. Đúng không? Chúng ta sẽ có cái cần nhớ là bất đẳng thức. Cauchy mà các thầy cô hay nói hay còn có tên chuẩn quốc tế là AMGM. Thì bất hợp thức đấy nói rằng là gì? Với AB không âm, thì chúng ta sẽ có là A cộng B lớn hơn trung bình cộng này chia cho hai lớn hơn hoặc bằng trung bình nhân, đúng không? Hoặc có thể viết theo cách khác là A cộng B thì lớn hơn hoặc bằng căn hai lần căn bậc hai của AB. À, đây là cái chiều viết ngược xuôi, có thể viết ngược lại là căn bậc hai của AB nhỏ hơn bằng A cộng B phần 2. À, ví dụ đối với ba số chẳng hạn A cộng B cộng C phần mấy ạ? À? Phần 3 thì lớn hơn là bằng căn bậc 3 của A B C. Đấy, hoặc là A cộng B cộng C thì lớn hơn bằng 3 lần căn bậc 3 của A B C. À, với toán của trung học cơ sở thì gắn giới thiệu trên giỏi thì thường chỉ nghiên cứu là hai hoặc ba số thôi. Đúng không? Còn nâng cao với n số thì là tức là căn bậc n chia cho n đồng thế thôi. Đấy. Và dấu bằng của bất hợp thức Cauchy xảy ra khi nào? Dấu bằng xảy ra khi a bằng b, hoặc nếu mà có c nữa thì mình sẽ bằng gì nữa? Bằng c. Và một bất hợp thức thứ hai, các bạn ghi vào đi ạ. Một bất hợp thức thứ hai để mình ôn. Tất nhiên là đây thầy đã biết là các bạn sẽ rất vững rồi trong quá trình ôn thi ở trường toán 8, nhưng mà mình vẫn phải ghi lại. Bất đẳng thức Minkowski thì đối với bất hợp thức Minkowski nó mạnh hơn Cauchy, đó là nó không cần biết số âm số dương là được hết. À, với mọi số a b c với a b x y thuộc R thì chúng ta sẽ có là a bình cộng b bình phương nhân với x bình cộng với y bình sẽ lớn hơn hoặc bằng ax cộng bi tất cả bình phương. Đây là bất hợp thức Minkowski. À, và dấu bằng xảy ra khi a phần x bằng b y. Đây là các kiến thức vô cùng quan trọng để bổ trợ cho việc giải những bài khó của phương trình đô thị, cũng như kể cả những cái bài về bất hợp thức. À, lúc nào chúng ta phải xử lý nó. Thì chúng ta phải có bước đột phá, còn ba cái kỹ thuật chúng ta được học như biến đổi tương đương và đương kỳ tích chẳng hạn, thế thì nó cũng đơn giản thôi. Hoặc chúng ta được phụ thì chúng ta được học rồi, các bạn thấy này nó cũng không có khác cả, đúng không? Hoàn thiện nội dung này sau chúng ta chuyển sang phần là bài tập minh họa. Nếu khi nói rằng là biết được cái công thức phương pháp này thì cái tháp vào không phải không? Nó còn cái ứng biến rất nhiều, đúng không? Vẫn là lý thuyết là như vậy, trên thực tế nó sẽ khác, và có khoảng người học sinh phải được luyện tập nhiều. Chúng ta sẽ xét đến với bài số 1 ạ. Giải phương trình căn bậc 2 của 3x bình phương cộng 6x cộng 7 cộng căn bậc 2 của 5x bình phương cộng 10x cộng 14 bằng 4 trừ 2x trừ x bình. Nào bây giờ nhé, thì các con nghe, các con hướng lên trên màn hình đây, hướng lên trên bảng đây, anh nghe thầy nói này. Thì đương nhiên là chúng ta học những kỹ thuật như là biến đổi tương đương chẳng hạn, thế à, mình ôm chút đi, mình phân tích một bài tập, mình đừng lao vào mình làm ngay mình thích nhá. Tương đương ui rồi bình phương không ổn rồi, bởi vì mình bình phương một lần nhưng bây giờ nó còn hai lần tích của hai thằng này, trong khi đó đều nó thành lượng mũ bốn rồi, gửi thêm lần nữa chắc là thôi đau bụng. Phương án thứ hai đưa ra là có thể đưa về phương trình đích, nhưng thấy ở đây chả đưa về đích được, đúng không? Cái này chả có đi đâu đích cả, các bạn không? Đấy, cái này tương tự như vậy. Như vậy là phương án đưa về đích là loại bỏ, đúng không? Phương án thứ ba là võ công thứ ba là đặt ẩn vụ,
xem là khả năng 3x bình 6x, 5x bình 10x là được. Đặt 5 ra ngoài được x bình cộng 2x, đặt 3 ra ngoài được x bình cộng 2x. Khả năng nghe cũng có gì đấy nó quen quen. À, đặt dấu âm ra ngoài được x bình cộng 2x. À, cái bài này cũng có thể mở ra được phương án đặt đẩn vụ, đúng không? Nhưng là chúng ta có thể nhắc nhanh một chút về nhà nó thử nghiệm nhé. Thì chúng ta nhận thấy nó sẽ bị dừng lại. Và vì khi mình đặt cái thằng là thằng ví dụ thằng x bình cộng 2x chẳng hạn, nhưng nó vẫn chui bên trong căn này. Các con hiểu không? Đấy, 3 ra ngoài được x bình cộng 2x, mình đặt đẩn vụ đi. Mình được là 3t cộng 7, 5t cộng với cả nửa nữa đi. Được chưa? À, chỗ này nó là 4 cộng với cả gì ạ? D, nhưng mà mình lại bình phương hai lần nữa. Khả năng là được nhưng cũng khả năng cao là không được, bởi vì mình bình phương hai lần nữa cơ. Đúng chưa? Mình bình phương một lần thì hai là thành t bình rồi. Bình phương một lần nữa thì mới mất được cái tích căn bậc 2 không? Nó thành là t mũ mấy ạ? T mũ 4, khả năng là không ổn ạ. Như vậy là ba cái võ công đấy là khi phân tích nhanh thì thấy không ổn. Vậy ở đây còn đưa ra phương án nào? Thì các bạn nhận thấy quan sát một chút là cái đề bài này các bạn nhìn nhá. Đấy, học phải phân tích như thế. Đúng không? Sau này các con sẽ tập nhiều và các con sẽ quan sát được rất nhanh ngay. À, cái bên này các con này nhìn nhận thấy của hệ số x bình này, hệ số x bình đều dương, dẫn đến là cái đằng bài 1 này là nó có cái chiều là lớn hơn là bằng số bao nhiêu điểm. Thì đằng này cái hệ số của x bình nó lại âm, thì nó dẫn đến nhỏ hơn là bằng cái số gì đấy. Khả năng nó bị chặn bởi hai đầu, đúng không? Nhắc nhanh một chút như thế này. Nếu mà chúng tôi đặt là cái thằng này nhá, tôi đặt cái thằng này là 3 ra ngoài thì được x bình cộng 2x, cứ để cho nó hàng thức là đẹp thì tương đương như là cộng 1 thì 3 nhân 1 là 3, thì chỗ này là 7 cộng 4 thôi, thì căn bậc 2 của thằng này nó sẽ lớn hơn hoặc bằng căn bậc 2 của 4 là 2, được chưa? Thằng này nó đặt 5 ra cái chỗ này nhá, nháp căn bậc 2 của chúng ta để ý á, 5 ra ngoài được x bình cộng với 2x thì khả năng là cộng 1 thôi cho nó đẹp hàng thức đi. 3 nhân 1 là 5, đây là 14 cộng với 9, thì cái này nó thành bình phương không? Thì nó sẽ lớn hơn hoặc bằng căn bậc 2 của 9 là mấy? Là 3. Căn bậc 2 của 4 là 2. Thế tổng cộng lại là bên trái lớn bằng mấy ạ? Bằng 5. Căn bên phải thế nào? Chúng ta sẽ có là 4 trừ 2 x bình trừ x bình. Rồi chúng ta sẽ có là chúng ta được cho nên với 1 chúng ta trừ 1 thì cộng 1 là 5. Trừ đi mà ngoặc 1 trừ cộng với 2 x cộng với x bình. Đúng không các bạn? Các bạn là cứ thêm cái âm 1 vào đây, chúng ta âm ra ngoài 3 là ngày xưa thì bớt đi 1 rồi cộng với 1 rồi 4 là 5 không? Thì cái này nó lớn hơn bằng 0, nhỏ hơn hoặc bằng mấy ạ? Nhỏ hơn bằng 5. Thì cái này thì bình phương rồi mà. Đấy nhìn chưa? 5 trừ đi một số bình phương nhỏ bằng 5. Ồ hay quá, như vậy nó cân bằng nhau là bằng mấy ạ? Bằng 5. À, định hướng đáp đúng. Như vậy chúng ta sử dụng phương án là sử dụng bất đẳng thức và chặn hai đầu. Vâng. Vì bài toán của mình sẽ ra dấu bằng khi nào? Khi cả hai bên đều phải xảy ra dấu bằng. Bên này lớn bằng 5, còn bên trái là nhỏ hơn là bằng 5 không? Như vậy dấu bằng xảy ra khi hai bên đều bằng 5. Điều này thằng này bằng 2, thằng này bằng 3, thằng bằng 5. Đúng không? Rồi, như vậy phân tích đã xong. Và chúng ta sẽ triển khai nội dung bài giải sau. Như vậy chúng ta sẽ có bài giải như sau là điều kiện xác định này. À, nghe không căng căng, đúng không? Thì chúng ta nhận thấy rằng là ở bên trái khi chúng ta phân tích như vừa rồi mình làm cái nháp ấy, thì nhận thấy là bên này luôn lớn bằng 0 rồi, cái này lớn bằng 0 rồi, cái này nhỏ hơn là bằng 5 rồi. Như vậy mình chỉ cần nói chung như vậy là điều kiện xác định là x bình 4 này trừ 2x này trừ x bình lớn hơn là bằng mấy ạ? Không cả tức này không còn giải dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có phương trình 1 sẽ tương đương như sau. Đó, chúng ta đặt 3 ra ngoài nhé. Chúng ta sẽ có là x bình này cộng với 2x này. Đây là ép cái phần biến bằng hàng thức chưa? Thì x bình cộng 2x thì chắc chắn cộng với 1 thì mới thành hàng thức chứ. Thì 3 nhân 1 là 3, đề bài có 7, cộng với 4 thì giả là đề bài nhận bài được không ạ? Đấy, cộng căn bậc 2 của 5 thì là ra ngoài thì được x bình cộng 2x. Rồi đây, 5 x bình cộng với x thì đặt 5 ra ngoài thì được x bình cộng 2x cộng với 1 nữa. 5 nhân 1 là 5, 4 cộng với 9 thì giả là đề bài. Và bằng 4. À, 4 thì bằng mấy ạ? À, bằng 5 trừ 1 trừ 2x trừ x bình. Rồi, tương đương. Chúng ta sẽ có căn bậc 2 của 3 lần x cộng 1 bình phương cộng 4. Rồi, cộng tiếp căn bậc 2 của 5 lần x cộng 1 bình phương cộng 9
và bằng 5 trừ mở ngoặc 1 cộng x tất cả bình phương. Thế như vậy ở đây chúng ta sẽ đi phân tích vế trái và vế phải, đúng không? Ta xét vế trái ấy, ta xét vế trái. Vế trái là căn bậc 2 của 3 lần x cộng 1 bình phương cộng với 4 sẽ lớn hơn hoặc bằng căn bậc 2 của 4 là bằng mấy ạ? Bằng 2. Đúng không? Vì sao nhỉ? Vì 3 lần x cộng 1 bình phương luôn lớn hơn hoặc bằng 0 với mod x thuộc R. À, mình bị về một chút đi nha. Tiếp ạ. 3 căn bậc 2 của 5 lần x cộng 1 bình phương cộng với 9 sẽ lớn hơn là bằng căn bậc 2 của 9. 9 là bằng mấy? Bằng 3. Vì 5 lần x cộng 1 bình phương luôn lớn hơn là bằng 0 với mọi x thuộc R. Rồi. Từ hai yếu tố này chúng ta suy ra là vế trái. Đây là vế trái. Không hiểu phải ghi hẳn rằng căn bậc 2 của 3 lần x cộng 1 bình phương cộng với 4 cộng với căn bậc 2 của 5 lần x cộng 1 bình phương cộng với 9 luôn lớn hơn hoặc bằng mấy ạ? Bằng 5. Được chưa? Ta xét tiếp về vế phải, đúng không? Xét vế phải và 5 trừ đi 1 cộng x tất cả bình phương thì luôn nhỏ hơn hoặc bằng mấy ạ? Bằng 5. Vì sao nhỉ? Vì trừ đi 1 cộng x bình phương luôn nhỏ hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R. Rồi, như vậy chúng ta kết hợp là đây là cái sao thứ nhất này. Đây là cái sao thứ hai. Và sao thứ ba. Đây. Phương trình thì xảy ra là các bạn, cái hai sao thì nói rằng là vế trái lớn bằng 0, cái ba sao thì nói rằng vế phải là nhỏ hơn hoặc bằng mấy ạ? Bằng 5. Vế trái lớn hơn bằng 5, vế phải nhỏ bằng 5. Như vậy dấu bằng xảy ra khi nào ạ? Để sao đúng không ạ? Từ 1, từ sao, 2 sao và 3 sao. Thì ta suy ra nó xảy ra đồng thời thì khi nào nhỉ? Ta suy ra đồng thời thì nào? Bên này bằng 5. Bên này bằng 5 tức là thằng này bằng mấy ạ? Bằng 2. Bằng 2 thì tức là cái này bằng 0. Tức là căn bậc 2 của 3 lần x cộng 1 bình phương cộng với 4 phải bằng 2. Đồng thời thì trong toán học là đồng thời là cái ngoặc móc phải rồi. Tiếp ạ, là căn bậc 2 của 5 lần x cộng 1 bình phương cộng 9 bằng 3. Các bạn cũng tập và trình bày chi tiết về thầy, còn các con nhạy chẳng giải quyết thì học được còn lý luận. Và cuối cùng nữa là 1 cộng x tất cả bình phương phải bằng 0. Rồi, và ta suy ra trên này chúng ta sẽ có là 3 lần x cộng 1 bình phương bằng 0, 5 lần x cộng 1 bình phương bằng 0 và 1 cộng x bình phương bằng 0. Thì đương nhiên chúng ta sẽ suy ra x bằng mấy ạ? Bằng âm 1. Nhưng mà vì ở đây chúng ta có cái điều kiện ở đây nó hơi dài, chúng ta sẽ thay từ âm 1 vào đây. Âm 1 là thay vào đây là được dương 2, dương 2 cộng 4 là 6. 6 trừ 1 bằng 5, thỏa mãn rồi. Như vậy nó có nghiệm là x bằng 1 và thỏa mãn. Và kết luận là vậy phương trình có nghiệm x bằng âm 1. Đấy, cái hay cái kỳ diệu của nó. Chứ không phải là những cái phương trình vô trị cơ bản mà thưa. Bình phương là đã được này còn lâu rồi, đúng không? Có cái võ nghệ của nó, phương pháp mà mình được học, mình lắp vào, mình phân tích là tìm được ra cái lời giải, phù hợp. Học xong rồi về nhớ lắp bài, còn mới lên được. Ta đến với bài số 2, giải phương trình sau là căn bậc 2 của 2x bình trừ 8x cộng với 12 bằng 3 trừ căn bậc 4 à. Căn bậc 4 của 3x bình trừ 12x cộng 13. Căn bậc 4 nó tựa trong căn bậc 2 và căn bậc 3 thôi. Căn bậc 4 của số 2 mũ 4 thì sẽ bằng mấy ạ?
bằng 2. Và các bạn thử suy nghĩ ít phút xem mình làm như thế nào. Thì đương nhiên là các bạn đang học thầy giáo dạy, các bạn biết ngay cái bài này sử dụng bất đẳng thức rồi, nhưng lại không phải phân tích như kiểu bài số 1 nữa, đúng không? Thì rõ ràng khả năng bây giờ mà chuyển vế để cho nó dương rồi bình phương thì chắc là vỡ mặt chấm con, đúng không? Đấy, mình biết thêm ngũ phốn cơ mà, đúng không? Ăn đủ luôn, không ổn rồi. Đặt đẩn phụ có cái gì chung không? Hai ngoài x bình trừ 4, khả năng cũng được nhưng mà nó vẫn chui vào bên trong. Nếu mà đặt nó là t không, lặp lại vẫn chui vào bên trong, vẫn lập mũ 4 lên khuôn mặt trên, không được. Như vậy ở đây sẽ có cái điều gì đặc biệt thì khi chúng ta chuyển thằng này sang nhá, thì các bạn nhận thấy lại hai thằng này đều dương. Khả năng quan sát nhanh một chút này, đó, khả năng quan sát nhanh một chút thì mình nhận thấy thằng này nhân lập 2 đã nhận được x bình trừ 4 x cộng với 4, 2 x 4 là 2 x 4 là 8. Thế nào? Thế nào? Nhanh nhá, 2 này x bình trừ 4 x này, thì đây là cộng với mấy thằng này để mà 4 mới được thẳng thức chưa? Rồi đẹp rồi nha, cái thằng căn này nha, 2 4 là 8 cộng với 4 nữa thì nó thành căn bậc 2 của nó sẽ lớn hơn là bằng mấy ạ? 2. Thằng này vứt sang bên này nhá, thằng này vứt sang này là dương cao 2 của 4 nhá, đúng không? Thì mình sẽ có là 3 lần đặt 3 ra ngoài được x bình trừ 4 x và cộng với mấy ạ? 4 thì 3 x 4 là 12 đến 13 cộng 1, đúng không? 3 x 4 12 cộng 1 là 13 chưa? Thì căn bậc 4 của nó thì cái này nó lớn hơn là bằng 1 anh em ạ. Thì căn bậc 2 của 4 nó cũng lớn bằng 1, thì căn bậc 4 của 1 thì vẫn bằng mấy ạ? Bằng 1. Ok, như vậy bên trái lớn bằng 3 và bên phải bằng 3. Như vậy để số bằng xảy ra thì thằng này bằng 2, thằng này phải bằng mấy? Bằng 3, là bằng 1, đúng không? Nên nó chặn lại xong rồi và đoán được giải. Đấy, là phương pháp vừa rồi là chúng ta sử dụng về bất đẳng thức đấy ạ. Vâng, chắc chắn tí nữa thì sẽ còn có là Cauchy và cả Bunya nữa. Vâng, cái kỹ thuật này là rất phức tạp, nó sử dụng rất nhiều kiến thức. Như vậy khi chúng ta phân tích ra nháp rồi, khi chúng ta phân tích ra nháp và chúng ta nhận thấy là bên trong rồi nó toàn là dương rồi, đúng không anh em cho thầy đó là điều kiện xác định này, kích thuộc thì R. Và chúng ta sẽ làm cái bài 2 này, chúng ta phân tích hạ để tại sao lúc trước tôi phải đặt sao và 2 sao và 3 sao và nó không muốn chụp được cái ký hiệu nào. Thì phương trình 2 sẽ tương đương là căn bậc 2 của 2 x bình trừ 8 x cộng 12 con chuyển về lúc này thành cộng căn bậc 4 của 3 x 2 trừ 12 x cộng 13 bằng mấy ạ? Bằng. Đấy, bây giờ mình phân tích không? Đúng không? Thì bây giờ lúc trước mình nói là vế trái, như vậy là em không thích xếp vế trái nên em xếp từ từ. Đấy, ta có này căn bậc 2 này là các cái cách trình bày khác nhau, 2 x bình trừ 8 x cộng 12 rồi sẽ bằng căn bậc 2. Mình là chắc học sinh giỏi không? Mình sẽ thấy ngay là 2 lần mình ghi luôn nhá, x bình trừ 4 thì là thành là x trừ mấy? X trừ 2 tất cả bình phương không? 2 x 4 là 8, 8 cộng với 4 nữa để giải đề bài chưa? Chuẩn chưa? Rồi, vì cái dòng của thầy nó ngắn cho nên tôi sẽ viết tắt luôn, là đúng ra các bạn sẽ giải thích nó giải dài hơn tí. À, ví dụ là 2 ra ngoài đối với thầy gì cái thì được x bình trừ 4 x xong rồi cộng 4 nữa bên ngoài ấy. Tôi viết thành là thức không? Thì cái này nó sẽ lớn hơn là bằng gì ạ? Bằng gì nhỉ? Căn bậc 2 của 4 là chính là bằng mấy? 2 vì sao? À, vì gì nhỉ? Vì 2 lần x trừ 2 bình phương lớn hơn là bằng mấy ạ? Đấy, thầy đã ngăn cái tầm này là vừa hết đủ với bảng thầy. Vở giấy của các con có thể bằng xuống lúc cũng được nhá. Tiếp theo và căn bậc 4 của 3 x bình trừ 12 x cộng 13 nó sẽ bằng căn bậc 4 của 3 lần là ta nha được x bình này trừ 4 này, thì tôi sẽ ép luôn thành x trừ mấy nào? X trừ 2 bình phương, 2 bình phương là 4, 4 trên 3 là 12, đây là 13, tôi cộng 1 trở lại để bằng, thì nó sẽ lớn hơn là bằng căn bậc 4 của 1. Căn bậc 4 của 1 chính là mấy? Là 1. Vì sao? Vì 3 lần x trừ 2 bình phương luôn lớn hơn là bằng mấy ạ? Không. Tốt rồi, từ 1 và mấy ạ? Và 2, à, từ 1 và 2 thì từ sao và mấy sao? 2 sao. Từ sao và 2 sao? Thì chúng ta suy ra là căn bậc 2 của 2 x bình trừ 8 x cộng 12 cộng với căn bậc 4 của 3 lần x bình trừ 12 x
cộng 13 nó sẽ lớn hơn hoặc bằng mấy ạ? 2 cộng 1 là bằng mấy ạ? Bằng 3. Như vậy dấu bằng xảy ra khi nào con? Do đó dấu bằng cho trong ngoặc kép nhé xảy ra. Mới học các con lưu ý cho thầy là học đức tính khiêm tốn vì thầy giáo đang trình bày chi tiết cho mình, đúng không? Thì chúng ta không phải làm như vậy, không được giải nhanh thì hỏng hết, sau này không biết viết cái gì đâu, không có lý luận được rồi. Đây xảy ra khi gì bạn nhỉ? Khi thằng này bằng 2, này bằng 1, tức là khi là gì nhỉ? Này còn chút cho lý luận mình, 2 lần x chỉ là 2 bình phương cộng 4 phải bằng 2, và căn bậc 4 của 3 lần x trừ 2 bình phương cộng 1 phải bằng mấy ạ? Bằng 1. Bình phương nên cái mình viết ngay là 2 lần x trừ 2 bình phương phải bằng 0 rồi. Đây có bình phương hai vế nhá thì 44 là hết rồi. Còn bình phương nên 1 với 1 cũng hết rồi, được 3 lần x trừ 2 bình phương bằng 0. Tức là chúng ta sẽ suy ra là ngay là x trừ 2 bằng 0. Và suy ra là x bằng mấy ạ? X bằng 2 thì x bằng 2 điều kiện xác định là x thuộc R thỏa mãn rồi. Vậy công trình này có mấy nghiệm ạ? 1 nghiệm. X bằng mấy nào? Bằng 2. Đây, bây giờ anh em nha, anh em cố gắng là tích nhắc một chút này, đẩy số thật nhanh bài số 3 như thế nào nhé. Chúc các bạn sẽ thành công với bài số 3 tương tự giải phương trình căn bậc 2 của x bình từ 6x cộng 11 cộng căn bậc 2 của x bình trừ 6x cộng 13 cộng căn bậc 4 của x bình trừ 4x cộng 5 bằng 3 cộng căn 2. Và một số các bạn đã lẩm bẩm, người ta làm ra là ngay rồi. Và các bạn cố gắng làm đi, xem được chưa? Nghiệm nó là bao nhiêu? 1 phút là 2 phút thì nghĩ nhá. Thì đương nhiên làm được cái bài này các bạn nhận thấy là mà ra ba cái quan hệ phương pháp này nó không ổn rồi, đúng không? Bình phương lên trên, đưa về hình tích trên, đặt ở cũ trên nốt, đúng không? Đấy thì mình thấy nó dài dài này. Mà đây là cái bài về giá trị nhỏ nhất ở lớp 8 này, rất ảnh hưởng, nó nhìn thấy ngay. Đó. Thì thôi không phân tích nữa nhá. Chém luôn vào chỗ này nhá. Đấy, tôi đã nói nó định hướng như vậy. Thì điều kiện xác định của nó là gì nhỉ? Cái này là cộng 9 này. Đây là cộng 9 thế này, thừa rồi. Cộng 4 này thừa rồi. X thuộc R. Rồi, thì phương trình số 3 sẽ tương đương với phương trình sau. Chúng ta chỗ này là x bình trừ 6 nhé, thì cộng với 9 không? Thành hẳn tức là x trừ 3 bình phương 9 cộng với mấy trả lại đề bài? 12. Đúng không? Cộng tiếp với căn bậc 2 của x cũng trừ 3 bình phương 9 cộng với 4 mới trả lại đề bài là 13. Cộng với căn bậc 4 của x trừ 4x cộng với 4 nữa thì lại được x trừ 2 bình phương 4 cộng 1 mới trả lại đề bài là 5 bằng 3 cộng căn 2. Đấy, cái này lớn bằng 2. À, lớn bằng căn 2, cái này lớn bằng 2, cái này lớn bằng 1 thì 2 cộng 1 là 3, lớn bằng 3 cộng căn 2. Đó, nhìn thấy chưa? Nó đơn giản thì thôi. Ta có này. Căn bậc 2 của x trừ 3 bình phương cộng với 2 lớn hơn hoặc bằng căn mấy nào? Căn 2. Vì x trừ 3 bình phương lớn hơn hoặc bằng 0. Và căn bậc 2 của x trừ 3 bình phương cộng 4 lớn hơn hoặc bằng căn bậc 2 của 4, căn bậc 2 của 4 là 2 vì x trừ 3 bình phương lớn bằng 0. Tiếp tục ạ. Và nữa thì căn bậc mấy ạ? Căn bậc 4 của x trừ 2 bình phương cộng 1 sẽ lớn hơn hoặc bằng căn bậc 4 của 1. Căn bậc 4 của 1 là mấy? Là 1. Kết hợp 3 yếu tố này là 3 yếu tố này, đúng không ạ? Rồi thì chúng ta suy ra
căn bậc 2 của x trừ 3 bình phương cộng với 2 cộng căn bậc 2 của x trừ 3 bình phương cộng với 4 cộng với căn bậc 4 của x trừ 2 bình phương cộng 1 lớn hơn hoặc bằng thì 1 là 3 cộng với căn 2 là được 3 cộng căn 2. Rồi, như vậy dấu bằng xảy ra khi nào ạ? Dấu bằng xảy ra khi đồng thời, đúng không? Thằng trên này bằng căn 2, thằng này bằng 2, thằng này bằng 1. Tức là căn bậc 2 của x trừ 3 bình phương cộng với 2 phải bằng căn 2. Thế còn là căn bậc 2 của x trừ 3 bình phương cộng 4 bằng 2. Và cuối cùng là căn bậc 2 của x trừ căn bậc 4 của x trừ 2 bình phương cộng 1 phải bằng 1. Thì các bạn bình phương hai vế cho thầy, ta sẽ tìm được ra trên này là x trừ 3 bình phương, đúng không? 2 cho 2 hết là bằng 0. Thì bình phương lên thì cái này là 4, 4 lên 4 hết, còn lại x trừ 3 bằng 0. À, cái này mũ 4 lên thì 1 với 1 là hết, còn lại là x trừ 2 bình phương bằng 0. Đồng thời đấy con. Như vậy chúng ta sẽ có đồng thời là x bằng 3, x bằng 3, x bằng mấy? Vô lý thôi. Đúng không? Làm gì có chuyện x đồng thời bằng 2 giá trị được. Đúng không? Nếu chỉ có trường hợp thì được. Suy ra x thuộc tập hợp lý rỗng. Vậy phương trình làm sao ạ? Vô nghĩa vậy. Phương trình đặt cho vô nghĩa. À, các bạn đồ mình giải nhanh số 3, các bạn không để ý cái là số 2. Không ạ. Nhắc vô số 2. Ăn ở nào? Ăn ở nào nhân 4 nhân 3 thì là nhân 3. Bài 4. Đến các bài 4 các giải phương trình sau là x bình phương trừ 3 x cộng 7 phần 2 bằng căn bậc 2 của mở ngoặc x bình phương trừ 2x cộng 2 đóng ngoặc nhân với x bình phương trừ 4x cộng 5. Đây là phương trình số 4. Và các bạn có khoảng 2 phút suy nghĩ cho bài tập này. 2 phút bắt đầu. Thế thì chúng ta nghe để là phân tích nhé. Thì tới cái này là khả năng là chặn không ổn rồi, bởi vì hệ số bình là dương này nó lớn hơn bằng, bên này lớn bằng không ổn rồi, cái đấy loại bỏ. Thì mình nhận thấy có cái điều này này, thằng này cộng thằng này là 2x bình này âm 6x này 7 này, và mình chia cho 2 là ra đúng cái này luôn, 2x bình chia 2 là x bình âm 6x chia 2 là âm 3x, 2 này cộng với nhau là 7 phần 2, cộng với nhau chia 2 là 7 phần 2. Và cái dấu này nó liên quan đến căn bậc 2 của AB nhỏ hơn hoặc bằng A cộng B phần 2 ấy, đúng không? Thì gợi ý cho mình là như vậy. Cái này lớn không rồi, cái này cũng lớn không rồi, đúng không? Như vậy điều kiện xác định là gì ạ? X thuộc R. Rồi chúng ta sẽ nhận thấy như sau, là chúng ta sẽ có là áp dụng bất đẳng thức. AM và M cho hai số, các bạn ghi như này nhé, cho hai số, số nào? Số này x bình trừ 2x cộng 1 và gì nữa, x bình trừ 4x cộng 5. Ta có đây là cái chiều bất đẳng thức Cauchy ngược, đúng không? À, và căn bậc 2 của x bình trừ 2x cộng 2 nhân với x bình trừ 2 là dạ vâng, phải cảm ơn ạ. Từ 4x cộng 5 rồi nhỏ hơn hoặc bằng x bình trừ 2 cộng 2 cộng x bình trừ 4x cộng 5 phần mấy ạ? Phần 2, đúng không? Đây, a cộng b phần 2 mình thu gọn lại không? Thì nó có phải là còn là x bình 2 là 6 chia 2 là trừ 3x, 2 phần 5 là 7, 7 phần 2. Đúng là cái bên trái chưa? Đúng phải không ạ? Như vậy chúng ta nhận thấy là dấu bằng xảy ra khi nào? Dấu bằng
xảy ra khi oxy xảy ra khi a bằng b thì x bình trừ 2 x cộng 2 bằng x bình trừ 4 x cộng 5. Nha. Em x bình đi. Âm 4x bước sang là dương 4x cộng với âm 2x thì còn là x ạ. 2x bằng 2 chủ đề là âm 2 cộng với 5 bằng 3. Và ta sẽ có là x bằng 3 phần 2. Đấy, không biết cách làm. Không áp dụng đúng bằng thức một cách nhuần nhuyễn là tìm, đúng không? Nhưng thực ra là rất đơn giản. Và cái giá trị này có thỏa mãn không? Vậy quy trình có mấy nghiệm? Quy trình có một nghiệm. Với bài số 5 tiếp tục chuẩn bị chia sẻ thì nó cũng sử dụng oxy nhưng không phải dễ ai cũng nhìn được ra, chúng ta đọc luôn được hướng của nó như vậy chưa chắc đã nhìn được ra rồi nhá. Đấy, cấp độ là nó khác này. Bài số 5 giải phương trình căn bậc 2 của 5 x bình x qua cộng 3 x bình cộng 3 x trừ 2 bằng x bình phương phần 2 cộng 3 x trừ 1 phần 2 và đây là phương trình số 5. Thì thầy gợi ý cho chúng ta là bài này cũng sẽ sử dụng các thức oxy tức là ALGM, nhưng việc để chỉ được ra độ của nó đã khó hơn rồi, nó không ra ngay như lúc trước nữa, mà chúng ta phải làm như thế nào. Và cũng suy nghĩ ít phút để có độ thấm này. Rồi bắt đầu nhá. Thế thì các bạn nhận thấy rằng là cái bài này bình thường hay không phù hợp, đúng không? Có mỗi cái võ này bình thường không? Không phù hợp, đáp tuyển vụ không ổn rồi. Nhân lên cái này là x bình cộng 6x khác cái này, mũ 3 này không ổn, hết võ. Như vậy chắc chắn là đây là ẩn chứa một vấn đề khả năng là oxy rồi. Bởi vì chỗ này mình phải đưa nó về thành tích đi. Bạn nào mà không đưa được về cái này về thành tích thì bạn này không thành công. Được chưa? Thì cái này đưa về thành tích không khó thì chúng ta có máy tính cầm trong tay ấy. Chúng ta sẽ nhẩm nó ra nghiệm. Mà chúng ta sẽ tách được nó. Thì đương nhiên là cái bài này nó ác ở chỗ này này. Nếu mà tác giả người ta lại không cho máy tính cầm tay vào này. Và này ác, là thành khó. Bởi vì lý do là cái nghiệm này nó không phải là nghiệm nguyên. Thì đa phần những cái đa thức này ấy, ở những cái bài nó thường cho những nghiệm nguyên như là cộng trừ 1, cộng trừ 2, cộng trừ 3 bốn cộng trừ 5, nhưng bài này không có nghiệm nguyên, nó là nghiệm hữu tỉ. Thì làm thế nào để mình tách được nó đây? Thế thì ở đây là mình nhận thấy như thế này. Cái này nó đòi hỏi cái kinh nghiệm mà chúng ta cố gắng một chút nhá. Tôi nghĩ đến cái việc là 5x và trừ đi 2x bình cộng với cả 5x bình nữa là điểm bằng chúng tôi là phải trừ đi 2x cộng với 5x đẹp rồi trừ đi 2 và đúng rồi đấy, chỉ cần mỗi thêm một cái số 5 ở đây là nó khác này đấy, đúng bộ của nó chưa nên đặt ra x bình ra ngoài được 5x trừ 2 x ra ngoài 5x trừ 2 5x trừ 2 và được về đích thành công, phải không ạ? Thế như vậy là thế còn cái này điều kiện xác định thì hơi khó rồi, đúng không? Nó là bậc ba thì mình ghi là điều kiện xác định 5 x mũ 3 cộng 3 x bình cộng 3 x trừ 2 lớn hơn hoặc bằng mấy? Không xem đặt thế thôi. Như vậy với cái định hướng chúng ta đưa về đích như thế này thì chúng ta sẽ có như sau. Phương trình 5 sẽ tương đương như sau là căn bậc 2 của 5 x mũ 3 cộng trừ 2 x bình cộng với 5 x bình trừ 2 x cộng với 5 x và trừ 2. Tôi tính luôn này à, thực ra mình không cần ghi cái chữ phương trình 5 tương đương là mình ghi cái chữ tính nó lớn hơn. Rồi mình chót đi vậy để bất công là tốn ít giấy ngực. Thì ở bên trong chúng ta có cái gì là nhân định? Đặt x bình ra ngoài nhé.
5 x trừ 2 này, là x ra ngoài này được 5 x trừ 2 này, chúng ta cố gắng phải đưa cái này về tích được nha, đúng không? Đây là cái kinh nghiệm mình nhìn số ra thì nó là nghiệm là những hữu tỉ rồi cộng với 5 x trừ 2 bằng chấm chấm nhé, để đây. Thế thì chúng ta đã có được x trừ 5 x trừ 2 là nhân tử chung được x bình cộng x cộng mấy ạ? Cộng 1 bằng x bình phần 2 cộng với 3 x trừ 1 phần 2. Nào, xem cosi có ra không? Anh em nhìn. Hai này cộng với nhau đi, được x bình, thằng này cộng với nhau là 6 chia 2 đứng bằng 3 chưa? Âm 2 cộng với cả 1 là âm 1 chia 2 đứng bằng 1 phần 2. Đẹp quá rồi, đúng cosi rồi, chuẩn đét bài vừa rồi. Đúng không? Đấy, cái level nó khó hơn chút là các con đưa cái này về tính được. Lập tức nó xuất hiện ra ngay. Như vậy chúng ta sẽ có ra mình đã biết được 5x trừ 2 từ này là ngon thì mình thôi mình tiếp vào đây, tức là 5x trừ 2 lớn hơn là bằng không, tức là điều mình xác định là x lớn hơn là bằng 2 phần mấy, 2 phần 5. Cái này lớn không rồi nhá, cái tích này lớn không sử dụng bằng 2 thôi, chia thêm đấy đúng không? Rồi xong. Như vậy cái này lớn bằng không hay lớn bằng không, đẹp rồi. Thì mình phải chỉ cho người đọc nhá, vì x bình cộng x cộng 1 này nó chính là bằng x bình cộng với 2 nhân x này, nhân này bao nhiêu là đó bằng đề bài là 1. Nên 1 phần 2 cộng với 1 phần 2 bình phương là 1 phần 4 cộng với 3 phần 4, nó sẽ được là x cộng 1 phần 2 bình phương cộng với 3 phần 4 sẽ lớn hơn gì ạ? Lớn không, và chúng ta áp dụng bất đẳng thức AMGM, áp dụng bất đẳng thức. Cho hai số là 5 x trừ 2 và x bình cộng x cộng 1 bằng được căn bậc 2 của 5 x trừ 2 nhân x bình cộng x cộng 1 sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 5 x trừ 2 cộng x bình cộng x cộng 1 phần 2, thì nó chính là bằng x bình phần 2 trừ cộng 3 x trừ 1 phần 2. Rồi, đúng các bài toán của chúng ta. Còn dấu bằng xảy ra khi nào? Xảy ra khi 5 x trừ 2 bằng x bình cộng x cộng 1 tương đương, chúng ta sẽ có quy trình là x bình. Nhất thấy hệ số x bình là dương, vứt hết sang bên phải ở đây. 5 x chuyển đến là âm 5 x cộng với cả dương 1 thì bằng âm 4 x. Thằng này chuyển sang là dương 2 cộng 1 là 3. Bằng không thì đây là cái quy trình đưa về tích quá đơn giản này. Có nghĩa là 1 và âm 3, cái này đưa ra từ x trừ 1 nhân x trừ mấy ạ? X trừ 3. Cần thể phải đách không ạ? Thôi nhá, chiến luôn x trừ 3 bằng không. Và ta có mấy trường hợp ạ? Hai trường hợp, x trừ 1 bằng không, x trừ 3 bằng không, tương đương ta sẽ có là x bằng 1 và x bằng 3. Hai giá trị này đều thỏa mãn là lớn hơn 2 phần 5 rồi, đều thỏa mãn hết. Giờ lớn 2 phần 5, 2 phần 5 là nhỏ hơn 1. Vậy quy trình có mấy nghiệm? Có 2 nghiệm. X1 bằng 1, X2 bằng mấy ạ? Bằng 3. Bài mấy nhỉ anh em nhỉ? Rồi chúng ta sẽ đến với bài số 6, một cái quy trình như thế này, quy trình này khá là hay. Tôi cho một bài về bình nhà thế nào nhỉ? 3x cộng với 4y bằng 5 lần căn bậc 2 của x bình cộng y bình. Đó là cái phương trình này là một phương trình vớ vẩn. Vì sao nó vớ vẩn ạ? Bởi vì chúng ta có một phương trình thì chúng ta phải có mấy ẩn ạ? Một ẩn. Thế mà đưa cho ông ta tận mấy ẩn? Hai ẩn. Đây là phương trình vớ vẩn. Đấy là vui thôi. Gan nó có một trong sách vở để tìm ở nó câu nó văn hóa hơn một chút là phương trình đặc biệt.
phương trình đặc biệt thì mình phải giải theo kiểu gì ạ? Đặc biệt này, giống như bài vừa rồi bình phương không được, phương trình vô tỉ thường bình phương thì mình phải dùng cosi, đúng không? Thế bài này nhìn đây này, 3 bình 4 bình liên quan đến 5 bình như này, nha rồi. À, các bạn hãy thử làm ra nháp xem nó ra bao nhiêu. Rồi anh em, tình hai là sẽ có, tí nữa sẽ có một bài mu nha cho nó lại được giấu đi. Đấy. Rồi 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 stop, dừng. Như vậy là cái chúng ta sẽ thấy là khi giải phương trình vô tỉ là quan tâm đến việc xác định, việc xác định ngon chưa? Ngon rồi. Ngon. Và x y đều thuộc R. Rồi. Thế thì đây là một cái phương trình đặc biệt thì mình phải giải các kiểu đặc biệt, và các con nhìn thấy ngay là phải nhớ cho thầy là phương trình Minkowski Minkowski thì cũng khá là đau bụng đấy, đúng không? Bình phương cũng được nhưng cuối cùng vẫn sử dụng Minkowski thôi, đúng không? Thế thì như này, mà thích thì bình phương gì, nhưng mà bây giờ mình tập đi, mình không cần bình phương, nó nhìn thấy từ hai cái này mình suy ra được. Tôi sẽ dạy các bạn. À, chúng ta cần phải nhớ cho thầy một chút nha. Cái như là nhớ ở đây là A bình cộng B bình nhân x bình cộng y bình sẽ lớn bằng ax cộng bi, tất cả bình phương và dấu bằng của Bunya là x bằng x a phần x bằng b phần gì ạ? B phần y, được chưa? Thế như vậy ở đây là cái tôi dùng hai số này, tôi dịch ngược lại bên cái tổng này là chính là cái này, tôi xét cái số 3, 4 và x gì, x y đúng không? Đây thấy là áp dụng này, bất đẳng thức này, Bunya Kowski ta có 3 bình cộng 4 bình này nhân x bình này cộng y bình này thì sẽ lớn hơn hoặc bằng thì à 3 lần x cộng 4 lần y tất cả bình gì? Bình phương nha. Đây là ra cái này chưa? Tôi căn bậc 2 phát là ra được cái kia gì nào? Ờ, mình tiếp nha, tiếp này. Thế thì ở đây là chúng ta sẽ có là 20 mấy ạ? 25 nhân x bình cộng y bình sẽ lớn hơn là bằng 3x cộng 4y. Tất cả bình phương, bây giờ các bạn căn bậc 2 cái gì? Đúng không? Căn bậc 2. Căn bậc 2. Thì căn bậc 2 của 25 thì bằng mấy ạ? Bằng 5 nhân x bình cộng y bình để căn bậc 2 lớn hơn là bằng giá trị tuyệt đối của 3x cộng 4y. Các bạn lưu ý về dấu nha, các bạn làm liều đấy ạ. Bạn nào bình phương phát hai vế sai thì các bạn biết rằng cái này là âm hay dương. Nếu không các bạn phải có điều kiện là 3x cộng 4y lớn bằng 0, đúng không? Là bạn sân đúng đấy. Bình phương cũng hay đấy nhưng chưa hay đâu. Hoặc có bạn băng thẳng ra mà thầy ơi thì làm thế nào mà cái này rất đơn giản, giá trị tuyệt đối của A thì luôn lớn hơn hoặc bằng mấy ạ? Bằng A đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Mà giá trị tuyệt đối của 3x cộng 4y luôn lớn hơn hoặc bằng 3x cộng 4y, đúng không con? Nó dương thì bằng chính nó, mà âm thì thằng này lớn hơn thằng này rồi gì cơ? Thằng này mà âm á thì thằng này lớn hơn chưa? Đấy. Như vậy chúng ta cũng nhận thấy từ đấy mình suy ra là 5 lần căn bậc 2 của x bình cộng y bình. Đấy, thằng kia giảm vỡ ra hơn, lớn hơn hoặc bằng 3x cộng 4y. Như vậy dấu ăn xảy ra khi nào? Dấu ăn xảy ra có hai cái. Cái thứ nhất là phải liên quan đến ông Bunya. Cái thứ hai phải liên quan đến bọn này cùng dấu dương. Có đúng không ạ? Hoặc bằng không? Nha, đấy. Như vậy thì các con nhận thấy là như vậy là dấu ăn xảy ra khi nào? Xảy ra khi gì nào? 3x này cộng 4y thì phải lớn hơn là bằng 0 là 1 này, đúng chưa? Để giá trị tuyệt đối nó bằng chính nó này. Thứ hai là theo cosi là 3 phần x này hay là x phần 3 này bằng y phần mấy con? 4, được chưa? Thế từ đây là mình nhận thấy là x sẽ thuộc R và y sẽ bằng x sẽ thuộc R thì y sẽ bằng 4 phần 3 lần x. Đấy. Thế từ đây chúng ta sẽ suy ra x thì nhân cho tính x đi, bằng 3 nhân lên là 3 phần 4y, và 3x cộng 4y phải lớn hơn hoặc bằng mấy con? Lớn bằng 0. Như vậy phương trình này có vô số nghiệm, vậy phương trình có nghiệm
Có nghĩa là x cũng thoải mái rồi và x sẽ bằng gì? Gì con nhỉ? Các bạn không? Có nghĩa gì ạ? Có nghĩa là y chỉ thuộc r này. X thì bằng 3/4 y này. Và còn phải thêm một cái điều kiện nữa là gì? 3x cộng 4y phải lớn hơn hoặc bằng mấy ạ? Không. Vô số nghiệm. Vâng. À, nếu mà từ đây này, anh em ơi, từ đây nhận thấy, mình nhận thấy là x và y phải cùng dấu không? Đưa đây đây, từ anh em. Từ đây là cùng dấu không? Cùng dấu mà trong khi đó nó không thể cùng âm được. Thì từ đây mình lại rút ngắn ra một cái nghiệm chuẩn hơn. Một nghiệm chuẩn hơn đó là y phải lớn hơn hoặc bằng không. Đúng không bà con? Còn x thì bằng 3/4 y. Có phải không ạ? Đây mình nhìn vào đây nhé, mình thu gọn lại. Hai này đúng cùng dấu chưa? Hai cái cùng dấu. Cùng dấu thì tôi giả sử là cùng âm đi. Cùng âm mà cộng không lớn không được, như vậy phải cùng dương. Bằng lớn bằng không? Mà chưa được cho thêm cái này. Đây, nó đây. Thì sẽ chữa cháy mình ghi sang bên này. Được chưa? Đấy, như vậy là y phải lớn bằng không. Còn x thì bằng 3/4 y. Được chưa? Chọn rồi đấy, nghiệm nét rồi đấy. Rồi học sinh là không dậy lắm. Cần đâu bao nhiêu gì? Cần đoạn này hình ạ. Hả? Đúng rồi, thầy cắt mà. Sao thầy để thế được? Nếu không cứ nói như vậy tấm tin thì cũng mà. Sao biết? Thế này phải. Rồi anh em, ra đến bài 7 nhá. Bài 7 này. Vâng, đây. Đây là sẽ sử dụng đến Bunia. Các bạn hãy để ý một chút đi ạ. Đây là gì? Nhìn đến đây thì ngay là 3 chia là 1 này, 4 chia 3 là 1 này, 1, 1 là 2 này. Bên này này. Đúng không? Còn 2 là chuẩn rồi. 9, 18. Nhưng mà đây là 38 đấy. Ừ. Rồi, chúng ta bắt đầu. Thì việc đầu tiên là giải cái quy trình vô tỉ, chúng ta đến với điều kiện xác định nhé. X chữ 2 lớn bằng 0, x lớn bằng 2. 4 chữ x lớn bằng 0, x nhỏ bằng 4. Như vậy chúng ta sẽ có là x nhỏ hơn là bằng 4, lớn hơn là bằng mấy ạ? Bằng 2. Thế và các bạn nhận thấy là ở đây là bình phương đang đau bụng rồi. Bình phương một lần thì còn chia hết căn nó thành mũ 4 rồi. Không được. Ẩn thụ không gì liên quan. X bình trừ 4, 6x ở đây là x 4 chữ x và x chữ 2. Cosi không ổn rồi, đây là tổng. Đúng không? Thế là chúng ta sẽ nghĩ đến việc là Bunia nó đặc biệt. Chúng ta nhìn nhá, chúng ta nhìn này. Nó thiếu một số, bên con là số 1 cho này. Rồi, thấy chưa? Rồi. Đó, bình phương nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 1 bình cộng 1 bình nhân với thằng này bình cộng thằng này bình, nó hết x trừ đây này con. Hai cái thằng này bình cộng với nhau nha. Thì dương x và âm x là hết, âm 4 cộng dương 2 còn là mấy con? 2 nó chính là bằng 2 cộng 1, 1 1 là 2, 2 x 2 là 4. Rồi mình căn bậc 2 của nó lên thì nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 2. Thì thằng này đúng lớn bằng 2 chưa? Rồi cộng 9 cộng 2 không? Một bên là nhỏ bằng 2, bên lớn bằng 2 thì dấu bằng xảy ra khi hai bên đều là bằng 2. Ở đây đã được giải chưa? Đấy. Đó, chúng ta sẽ đến với phần lời giải chi tiết. Để thiếu mất số, mình sẽ giả định nó là số 1. Bây giờ mình phân tích nha. Ta có này. Nào. Ta có căn bậc 2 của x chữ 2 cộng với căn bậc 2 của 4 chữ x không? Rồi. Thầy giáo viết chi tiết cho con nha. Đó chính là 1 nhân với x chữ 2 cộng với 1 nhân căn bậc 2 của 4 chữ gì? Chữ x.
Nào bây giờ con này, con có cái này bình phương lên. Cái này cũng bình phương lên. Đúng chưa? Nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 1 bình cộng 1 bình nhân với x trừ 2 cộng với 4 chữ x cộng. Đây là mở ngoặc là giải thích là theo vu gì bất đẳng thức, đúng không? Bất đẳng thức Bunia Popsky này là tương đương tiếp căn bậc 2 của x trừ 2 cộng căn bậc 2 của 4 chữ x bình phương sẽ nhỏ hơn hoặc bằng, con thu gọn cho thầy nha, đây là 2 nhân 2 là 4 chưa? Rồi con căn bậc 2 của hai vế đi, cái này là dương chưa? Căn bậc 2 của số bình phương dương rồi thì bằng chính nó. Như vậy mình căn bậc 2 của hai vế là mình sẽ có là x trừ 2 cộng với căn bậc 2 của 4 chữ x phải nhỏ hơn hoặc bằng mấy ạ? Bằng 2. Mà x bình trừ 6x cộng 11 thì sẽ bằng x bình trừ 6x cộng 9 cộng 2. Đây, trừ 6x là 2 nhân x nhân 3 cộng với 3 bình phương là 9 ạ. Nó sẽ bằng x trừ 3 bình phương cộng 2 lớn hơn là bằng mấy ạ? Bằng 2. Từ hai cái yếu tố này chúng ta nhận thấy là xảy ra dấu bằng xảy ra khi nào nhỉ? Khi Bunia xảy ra, khi Bunia xảy ra tức là căn bậc 2 của căn bậc 2 của x trừ 2 phần 1 thì thôi nhé, sẽ bằng căn bậc 2 của 4 chữ x cộng gì nữa ạ? Nó bằng xảy ra nữa, ở đây là x trừ 3 phải bằng mấy ạ? Bình phương bằng 0, x bằng 3, x trừ 2 bằng 4 chữ x. Rồi và đúng kết luận là x bằng 3 thật. 3 có thỏa mãn không? Thỏa mãn được cần thân định không? Có, phải kiểm tra. Vậy phương trình có nghiệm x bằng 3. Rồi đây là bài số 7. Bắt ra thì đến với bài 8 là giải phương trình là căn bậc 2 của x cộng 3 trừ đi 4 lần căn bậc 2 của x trừ 1 cộng với căn bậc 2 của x cộng 8 trừ đi 6 lần căn bậc 2 của x trừ 1 bằng 1 x cộng 3 trừ 4 lần căn bậc 2 của x trừ 1 cộng căn bậc 2. Ở đây là phương trình 8 thì chúng ta sẽ về suy nghĩ để làm được buổi sáng thứ tư, tôi sẽ giải đáp trọn vẹn nếu không làm được. Và chúng ta lưu ý là hãy ôn bằng bài tập về nhà là trên cái tài liệu để nó gửi ở trên nhóm Zalo, còn một số các bạn trực tiếp thì đã có tài liệu rồi, chúng ta sẽ chủ động in nhá. Buổi họp về buổi sáng ngày thứ tư là chúng ta sẽ tổng hợp về phương trình vô tỉ nhá. Đấy, một số kỹ thuật được trang bị là tương đối rồi, còn nó chia nhỏ ra thì nó vô cùng rất nhiều phương pháp, nhưng mà tạm tuần này là đủ rồi. Sau này có bổ sung thêm về là giải hệ phương trình bằng phương pháp là giải phương trình vô tỉ bằng hệ phương trình tôi nói rồi, nhưng mà chúng ta chưa học đến, đúng không? Còn có những cái chuyên sâu về sau chúng ta sẽ nghiên cứu sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào thầy. Sáng từ 7:30 anh em.